Đoàn xe tăng Nga dưới chiến hào bị pháo binh Ukraine pháo kích dữ dội. Bản tin Chiến tranh Thế giới xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, an lành trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, đoàn xe tăng Nga bị pháo kích tan sát. Theo Business Insider ngày 10 tháng 6, đoàn xe tăng Nga dù đã ẩn sâu với cộng sự nhưng vẫn bị pháo binh Ukraine phát hiện và tiêu diệt tại chiến trường miền Đông. Với ưu thế là pháo tầm xa, với độ chính xác cao, Kiev có thể gây thiệt hại lớn cho Nga. Tuy nhiên, ưu thế này đang dần mất đi tại chiến trường miền Đông Ukraine, nơi đang xảy ra những cuộc đấu pháo dữ dội giữa đôi bên. Nga có ưu thế về số lượng pháo và mật độ hỏa lực ngày càng dày đặc, trong khi Ukraine lợi thế về pháo tầm xa với độ chính xác cao do phương Tây viện trợ. Để tránh đòn pháo kích từ Ukraine, quân đội Nga đã đào những cộng sự ngầm cho lực lượng xe tăng ẩn mình. Tuy nhiên, dường như chiến thuật này không còn hiệu quả khi Ukraine đã sử dụng pháo tầm xa có độ chính xác cao kết hợp với UAV trinh sát do Mỹ và đồng minh viện trợ. Hình ảnh được truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy cảnh pháo binh nước này đã bị pháo kích dữ dội và tiêu diệt đoàn xe tăng của Nga. Dù chúng đang ẩn mình với cộng sự, đoàn pháo kích với độ chính xác đáng kinh ngạc đã khiến nhiều phương tiện cơ giới, trong đó có nhiều xe tăng Nga bị phá hủy. Lực lượng pháo binh Ukraine có sự tăng cường các khí tài từ phương Tây, đặc biệt là được pháo M777 có độ chính xác cao từ Mỹ đã phát huy tính hiệu quả trên chiến trường. Phía Ukraine cũng cho thấy họ có thể nhanh chóng làm chủ khí tài của phương Tây, đặc biệt là nhiều kíp lái đang vận hành các khẩu đội pháo M777. Hiện Mỹ và đồng minh đã viện trợ cho Ukraine khoảng hơn 100 khẩu lựu pháo M777 cùng với khoảng 40.000 viên đạn pháo các loại. Tuy nhiên, với cường độ giao tranh ác liệt như vậy, quân đội Ukraine đang thiếu đạn pháo trầm trọng. Tờ Business Insider vừa đăng tải bài viết cho biết, Ukraine thừa nhận lực lượng pháo binh Nga có quân số đông áp đảo. Cụ thể, Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân sự Ukraine, ông Boris Spassky cho biết, số lượng pháo binh Nga đưa vào cuộc xâm lược này dao động từ 10 đến 15 lần so với sản lượng pháo binh mà Ukraine đang sở hữu. Ông cũng khẳng định rằng, lực lượng vũ khí viện trợ của phương Tây chỉ chiếm khoảng 10% những gì Ukraine cần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược này. Trong khi Kiev sử dụng từ 5.000 đến 6.000 viên đạn pháo mỗi ngày, thì con số này ở phía Nga là khoảng 60.000 viên. Đây cũng chính là lý do mà Mỹ buộc phải viện trợ cho Ukraine pháo M777, kèm theo đó là một số lượng lớn đạn pháo. Trong một diễn biến mới đây, hôm 13 tháng 6, lực lượng Ukraine đã phá hủy 3 hệ thống phóng tên lửa của Nga ở Siloleshyn. Những hình ảnh này cho thấy lực lượng đặc biệt của Ukraine đã phá hủy 3 phương tiện có nhiều tên lửa của Nga ở vùng Lugan miền đông Ukraine. Người Ukraine nói rằng những chiếc xe này đã được sử dụng để bao vây thành phố Solidar. Các tên ảnh dương như cho thấy nhiều phương tiện thống tên lửa của Nga đã bị trúng đạn. Chính xác của Ukraine khiến chúng bị phá hủy và bốc cháy với một cột khói đen bốc lên trong không trung. Đoạn phim được chia sẻ từ Bộ Chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt SSO của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 6, cùng với tuyên bố như sau. Khu vực Luhansk săn lùng kẻ thù nhờ SSO của Ukraine. Ba bệ phóng tên lửa của kẻ thù đã bị đốt cháy. DM-21 Grab là phương tiện phóng nhiều tên lửa ban đầu được chế tạo ở Liên Xô. SSO cho biết thêm, trong khi trinh sát hậu cước của kẻ thù ở trên hướng Sephalensin, các nhà điều hành của chúng tôi đã phát hiện ra một hệ thống MRS BM-21 Grad. Kẻ thù đã sử dụng chúng để bắn phá xe Soronozhets và các khu vực định cư và các vị trí khác của lực lượng Ukraine. Họ nói thêm rằng, sau khi xác định được tọa độ chính xác của kẻ địch, binh sĩ của họ đã chuyển thông tin này cho các pháo binh vận hành nhiều khẩu pháo chính xác cao M777 của Mỹ. SSO nói thêm, các đồng nghiệp của chúng tôi đã phân hủy 3 trong suốt 4 hệ thống rocket của đối phương MRS bằng các mã lực chính xác.
một hệ thống còn lại đã bị hư hại nặng trong cuộc pháo kích quân đội Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 trong cái mà Điện Kremlin vẫn được coi là hoạt động quân sự đặc biệt ngày hôm nay, đánh dấu 112 năm của cuộc xâm lược. Nga đang phải đối mặt với tổ quốc quân sự không ngừng trên đất Ukraine. Khoảng 32.500 quân của quân đội của lực lượng đã bị tiêu diệt, 1.105 mục tiêu trên không của Ukraine đã bị phá hủy. Những kẻ xâm lược đang có nhiều hơn từ 10 đến 15 lần so với các hệ thống pháo mà Ukraine đang có giữ. Được chia sẻ bởi một đại diện của cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng Ukraine Modamsky Miki, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Điều tra phòng Ukraine nói với Galeon hôm thứ Sáu tuần trước rằng Ukraine đang thất thế trước Nga. Trên các tuyến đầu, điện ngầm hiện tại cũng chỉ dựa vào vũ khí từ phương Tây để cản tiến bước quân Nga. Vasily Bokhest cho biết, lực lượng pháo binh của quân xâm lược Nga đông tới 15-15 lần so với lực lượng pháo binh Ukraine. Scott Wicki tuyên bố rằng mọi thứ ở đây phụ thuộc vào những gì phương Tây cung cấp cho chúng tôi. Ukraine có một khẩu pháo trong khi Nga có tới 15 khẩu pháo cho các đối tác phương Tây của chúng tôi, đã cung cấp cho chúng tôi chỉ khoảng 10% những gì họ có. Theo ông, có một cuộc chiến pháo binh đang diễn ra bây giờ và chúng ta đang thua về mặt pháo binh. Sky Kalas, cực kỳ tin tưởng, đã đại diện Cục Tình báo Chính phủ lưu ý rằng Ukraine sử dụng từ 5.000 đến 6.000 quả pháo đạn mỗi ngày. Chúng tôi gần như đã sử dụng hết đạn pháo của mình và hiện đang sử dụng đạn pháo tiêu chuẩn 155 ly của NATO. Châu Âu cũng đang cung cấp các loại đạn có cỡ nòng thấp hơn, nhưng số đạn pháo của châu Âu cũng đang cạn kiệt số lượng. Whitkey nói Sukima Siki rằng Ấn nhấn mạnh phương Tây cần cung cấp Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa để tiêu diệt các loại pháo. Nga từ xa tuần này Phó Tổng thống Ukraine Kwesi Electrolak cùng với Guardian rằng Ukraine cần 6-7 bệ phóng tên lửa đa năng, nhiều hơn số lượng mà Anh và Mỹ đưa đến, mới có cơ hội để đánh bại Nga. Ukraine chuẩn bị cho yêu cầu phương Tây giúp cung cấp danh sách vũ khí và thiết bị phòng ngủ tại cuộc họp của nhóm liên lạc với NATO và Brussels vào ngày 15 tháng 6. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Mong quý vị các bạn đăng ký ủng hộ, share để kênh phát triển, đem lại nhiều tin tức chiến tranh thế giới đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.